Xin chào mọi người, hôm nay nhà Julie mời mọi người cùng ghé qua xưởng sản xuất để xem quy trình làm ra một chai dầu lạc của nhà mình như thế nào nhé. Đối với nhà Julie, việc lựa chọn nguyên liệu đầu vào là cực kỳ quan trọng. Lạc đưa vào sản xuất đều là nông sản của bà con huyện Nga Sơn, Thanh Hóa. Sau khi phơi thật nỏ dưới nắng to, bên mình sẽ lựa chọn những hạt mẩy chắc đẹp để cất vào kho nguyên liệu. Tuy nhiên, trước khi đưa vào sản xuất thì một lần nữa được chọn lọc kỹ càng. Chính vì vậy, mùi thơm của dầu rất ngọt và dễ chịu, ngửi là muốn uống luôn ý. Tiếp theo, nhà mình sẽ rang sơ qua lạc trước khi đưa vào ép. Đây là lạc sau khi đã rang xong và tiếp đó nhà mình sẽ đưa vào máy để ép dầu. Mình thích công đoạn này lắm vì khi ép, mùi dầu bay ra rất là thơm. Những năm trước khi mới vừa làm nghề, mọi người rất tò mò, đều chạy sang hỏi không biết nhà mình làm gì mà thơm thế. Đây là dầu lạc sau khi được ép ra khỏi hạt, nhưng mà tới đây vẫn chưa xong đâu. Còn đây là phần bã lạc được tận dụng để làm thức ăn chăn nuôi hoặc phân bón hữu cơ. Bây giờ mình sẽ cho dầu vào máy lọc dầu xịn sò này nhé. Chiếc máy này sẽ sử dụng áp suất thông qua các màng lọc để lọc được phần dầu tinh khiết nhất mọi người ạ. Nếu không sử dụng máy lọc dầu thì phần cặn trong dầu sẽ làm cho dầu dễ bị thiêu hơn và thời hạn bảo quản sẽ ngắn hơn rất là nhiều đấy mọi người ạ. Và đây là thành quả sau 7749 bước rất là kỳ công của nhà Julie. Điều tạo nên thương hiệu dầu lạc Julie đó là chất dầu rất trong, có mùi thơm ngọt dễ chịu, chinh phục được tất cả những khách hàng khó tính. Sản phẩm được chiết xuất vào các chai thủy tinh hoặc chai nhựa, dán tem nhãn sản phẩm, tem truy xuất nguồn gốc. Và đến công đoạn này, sản phẩm dầu lạc Julie có thể đem đi xuất bán luôn hoặc bảo quản trong kho. Cùng nhìn ngắm lại thành quả của nhà mình nè. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và cùng đón xem những video tiếp theo của nhà Julie mọi người nhé.